Quý vị và các bạn thân mến, cứ mỗi mùa hoa cúc quỳ nở vàng khắp các nẻo đường sơn thôn, thì đồng bào Hà Nhì ở các xã biên giới huyện Mường Nhé lại tổ chức Tết Hồ Sự Chà. Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu đôi nét về văn hóa truyền thống của đồng bào Hà Nhì qua Tết Hồ Sự Chà này. Đồng bào Hà Nhì cư trú tập trung tại 4 xã Xín Thầu, Sen Thượng, Leng Su Xìn và Trung Trải, huyện Mường Nhé. Họ thường dựng bản làng gần các nguồn suối lớn và bên những vùng rừng nguyên sinh ngút ngàn. Đồng bào Hà Nhì có phong tục tập quán và một số nghi lễ dân gian độc đáo như lễ cúng bản, lễ lên nhà mới, lễ mừng cơm mới, Tết mùa mưa và Tết Hồ Sự Chà. Đối với các gia đình người Hà Nhì thì Tết Hồ Sự Chà mang rất nhiều ý nghĩa. Theo truyền thống của người Hà Nhì, Tết Hồ Sự Chà được bắt đầu vào ngày Thìn hoặc ngày Dần cuối cùng trong tháng cuối trong năm. Trong dịp này, mọi gia đình đều chuẩn bị lễ cúng tổ tiên, mọi người được nghỉ ngơi, vui chơi, đến thăm hỏi, chúc tụng nhau những điều tốt đẹp. Bản Pờ Nhù Khổ những ngày vui Tết Hồ Sự Chà luôn tưng bừng nhộn nhịp. Đàn ông trong gia đình thường phụ trách việc mổ lợn, mổ gà để cúng ông bà tổ tiên và cúng trời đất. Những con lợn to nhất, thịt chắc nhất dùng cho ngày Tết. Trước khi mổ, sẽ được chủ nhà dùng muối và rượu rắc để làm phép. Chủ nhà vừa rắc một chút muối, tưới một chút rượu, vừa cầu khấn xin ông bà tổ tiên phù hộ. Năm nay nuôi lợn được 50 cân, sang năm xin cho con cháu chăn nuôi thuận lợi, lợn hay ăn chóng lớn, nuôi một năm được một tạ. Năm nay nuôi một con, sang năm nuôi được cả đàn. Trong khi cánh đàn ông bận rộn chuẩn bị thực phẩm tươi sống cho ngày Tết, trong bếp các bà, các chị cũng luôn chân luôn tay chế biến các món ăn truyền thống. Trên bếp lò, cơm mới đã được đồ chín. Ngoài trời, các bếp phụ cũng đã được nhen lên để làm các món nướng. Các loại thực phẩm chính dùng cúng Tết và dùng trong bữa cơm liên hoan gia đình đều được đồng bào Hà Nhì tự nuôi trồng. Năm vừa qua, thời tiết khắc nghiệt, sản xuất không mấy thuận lợi, nhưng già làng Từng Bán Phù và gia đình đã nỗ lực hết mình. Thóc đã đầy kho, lợn, gà, cá đều có đủ. Ông mổ lợn cúng tế tổ tiên và xem lá gan để dự đoán việc làm ăn trong năm mới. Nếu gan lợn lành lặn, màu sắc tươi sáng, mật lợn căng đầy thì năm mới việc trồng trọt chăn nuôi sẽ gặp nhiều thuận lợi. Gia đình, làng bản sẽ vui vẻ, thuận hòa, gặp nhiều việc tốt. Riêng trước này là cái nóc nhà này này, nóc nhà của gia đình đấy. Thì từ trên này xuống thì ở trong này là của gia đình ở trong nhà. Đấy. Nhưng mà từ chỗ này bước sang thì lại trong bản. Và tự nhiên thì là nó có không có ở đây là không có một cái xảy ra. Đấy. Nhưng mà ở trong bản mà là chỗ này có cái vết xỉu thế này thì nó là xảy ra những cái tình trạng uống đau nhiều. Đấy. Nhưng mà bây giờ nó là trong sạch, không có gì. Ở trong nhà mình cũng không có gì. Trong này là có một cái sợi con ấy. Cái này là kinh tế của con là nếu là 100% là mình là thắng cái kinh tế là mạnh. Đấy như thế. Và mỗi năm mới đến, mọi người, mọi nhà đều mong những khó khăn của năm cũ sẽ qua đi, mọi việc tốt đẹp sẽ đến. Hy vọng và những nỗ lực hết mình để đạt được những thành quả xứng đáng sẽ giúp cho mỗi người, mỗi nhà và cả cộng đồng dân tộc Hà Nhì có một động lực vươn lên trong năm mới. Việc cúng tổ tiên vào ngày Tết của các gia đình người Hà Nhì thường do người phụ nữ lớn tuổi nhất trong nhà thực hiện. Thịt lợn, thịt gà, cơm mới, trà, rượu đã được chế biến xong. Bà Mạ Pú Nô sắp đủ cơm, nước, trà, rượu lên mâm, mang vào nhà lễ tổ tiên. Theo tập quán của người dân tộc Hà Nhì, không phải gia đình nào cũng có ban thờ tổ tiên. Chỉ khi cha mẹ đã mất, các con trai mới được phép lập bàn thờ trong nhà của mình. Ban thờ tổ tiên của người Hà Nhì đặt trong buồng ngủ của gia chủ. Ban thờ này khá đơn giản, chỉ gồm một tấm gỗ vuông
bốn cạnh rộng chừng 30 cm, đóng trên giá gỗ nhỏ gắn vào góc tường ngay trên đầu tường. Trên để một cái bát, phía dưới gài bông lúa hoặc chùm hoa cau. Người Hà Nhì quan niệm ông bà tổ tiên là những bậc đáng tôn kính, phải luôn được thờ trên đầu mình. Làm như vậy, ông bà, cha mẹ đã khuất sẽ luôn ở bên phù hộ, bảo vệ con cháu được khỏe mạnh, may mắn. Sau khi thực hiện đầy đủ các nghi lễ trong ngày Tết, các gia đình dùng phần thực phẩm đã chế biến tổ chức tiệc vui. Dịp Tết, người đi làm ăn xa đều nhớ về sum họp gia đình. Những cô gái lấy chồng xa cũng đưa chồng con mình về quê thăm chúc cha mẹ họ hàng. Cỗ Tết được bày suốt 3 ngày, các gia đình trong bản đều đến chúc mừng nhau nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Tiếp nối ngày vui, khi đêm xuống, dân bản Hà Nhì lại sum họp cùng nhau giao lưu văn nghệ. Tiếng đàn hát, tiếng trống rộn rã bay khắp sơn thôn. Các cô gái Hà Nhì ngày thường bận rộn với ruộng nương. Ngày Tết, họ mới có dịp trang điểm rực rỡ, mặc trang phục truyền thống tươi xinh, hòa mình vào những điệu múa hân hoan. Đêm văn nghệ vui Tết Hồ Sự Trà của người Hà Nhì không khi nào thiếu các điệu múa trà tổ khố, á mì sơ, chế la la hay cá nhi nhi. Đó là những điệu múa mô tả lại hoạt động sản xuất của đồng bào như gieo cấy, gặt hái và xây mốc. Điệu múa xây mốc được đồng bào truyền từ đời này sang đời khác. Điệu múa này như lời nhắc nhở mỗi người dân trong cộng đồng về trách nhiệm chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng. Vui vẻ nhất trong các điệu múa của người Hà Nhì là điệu múa xòe cá nhi nhi. Để kết thúc đêm hội vui, dân bản cùng đốt lửa, nắm tay nhau vui múa. Múa xòe là điệu múa thu hút cả cộng đồng. Múa xòe dân tộc Hà Nhì gồm nhiều động tác mạnh mẽ. Người múa đứng thành vòng tròn quanh đống lửa. Họ vừa múa vừa bước chân theo nhịp trống. Múa xòe Hà Nhì còn nhiều động tác khó, nhất là động tác vừa nhún người thực hiện các động tác múa thấp, vừa di chuyển theo vòng. Đêm sinh hoạt văn hóa văn nghệ trong Tết Hồ Sự Trà khiến mọi người đều vui vẻ, phấn chấn, quên đi mọi lo toan tất bật thường ngày. Tháng 12 hàng năm, người Hà Nhì tổ chức Tết Hồ Sự Trà. Năm mới, dân tộc Hà Nhì mong muốn năm cũ qua, năm mới đến, chúc cho trẻ con, người lớn, người già đều khỏe mạnh, chúc cho kinh tế phát triển, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Tết Hồ Sự Trà của bà con Xín Thầu bước sang ngày thứ hai, thứ ba vẫn nhộn nhịp tươi vui. Đây đó trong bản, chị em phụ nữ tụ họp cùng nhau xã bánh dày vui vẻ. Tiếng chày thậm thịt và hương nếp thơm bay tỏa khắp bản làng là những âm thanh và hương vị của no ấm, của niềm tin, hy vọng. Những năm gần đây, đồng bào Hà Nhì và nhân dân Xín Thầu đồng thuận cùng nhà nước thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Họ đóng góp công sức đất đai để nâng cấp đường xá, cơ sở hạ tầng. Họ cũng đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, bảo vệ rừng, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đến thời điểm này, Xín Thầu đạt 18 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Khắp 7 bản trên toàn xã đã có điện lưới quốc gia thắp sáng. 6 trên 7 bản có đường bê tông khang trang. Các chương trình chính sách hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ rừng của nhà nước được triển khai, đem tới cho đồng bào Hà Nhì sinh kế và nguồn thu nhập đáng kể. Các chính sách phù hợp, thiết thực cũng như các mô hình sinh kế đem lại hiệu quả cao được chính quyền địa phương phát huy, đang giúp đồng bào từng bước thoát khỏi đói nghèo. Hiện nay thì là tất cả xã Xín Thầu được 7 trên 7 bản. 7 trên 7 bản thì đến hiện tại giờ phút này thì cũng được thực hiện cũng như là làm đường nội bản thì cơ bản là cũng xong hết trong năm 2019. Thì là trên cái địa bàn xã Xín Thầu hiện nay thì cũng đến năm 2019 là 17 trên 19 tiêu chí thì là đã cứng. Đấy. Nhân dân cũng là chịu khó để mà phát triển kinh tế, hộ gia đình chăn nuôi trồng trọt cũng là được phát triển cơ bản là đạt. Cộng đồng người Hà Nhì ở Xín Thầu nói riêng và ở 4 xã biên giới huyện Mường Nhé nói chung là cộng đồng có bản sắc văn hóa riêng biệt.
họ cũng là cộng đồng người có sức sống bền bỉ và có tinh thần vươn lên mạnh mẽ. Sức sống ấy, tinh thần ấy sẽ giúp họ vượt qua, nắm bắt cơ hội, tạo sức bứt phá, thay đổi cuộc sống, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc quê hương biên giới.